phải chờ à? Giao tao trước đi. Mày giao đến nhìn cái mặt xấu xí của mày, tao không nứt nổi đâu. Ok cậu. Mày làm sao đấy? Con xin ạ. Alo, em nghe đây ạ. Chị ơi, em còn phải giao một đơn nữa là đến đơn của mình rồi ạ. Chị chờ em một chút nha ạ. Tao là khách VIP mà phải chờ à? Giao tao trước đi. Chị ơi, nhưng mà theo quy định là phải giao theo thứ tự chị ạ. Chị chờ một lát em sẽ đến ngay nhé chị. Tao không cần biết. 5 phút nữa mày không đến ý, tao sẽ đánh giá một sao cho mày. Đừng mà chị. Chị ơi, chị. Mày làm sao đấy? Anh ơi, anh gì ơi, anh có sao không ạ? Trong người anh có thuốc không ạ? Cậu bị đau tim ý. Có phải thuốc này không ạ? Con định giao đi. Phải không? Anh ngủ tạm đi ạ. Anh đã đỡ chưa ạ? Cảm ơn hai người nhiều nhé. Hôm nay mà không có hai người chắc là tôi đi đời nhà ma rồi. Anh không sao là tốt rồi. Em thấy cô chủ quán còn vừa gọi điện cho vợ của anh nữa. Chắc là chị cũng sắp tới rồi anh ạ. Còn bây giờ em xin phép hai người, em phải đi giao hàng. Chứ khách hàng đánh giá một sao rồi ạ. Xin lỗi cô nhé. Hay là cô xem chi phí hết bao nhiêu để tôi gánh hộ cho. Thôi, không cần đâu. Dù sao thì cũng là do em tự nguyện mà. Em xin phép đi trước ạ. Mày bị mù à? Em xin lỗi chị ạ. Em xin lỗi ạ. Sao cái giọng mày quen quen đấy nhỉ? Có phải mày là cái con shipper vừa nãy nói chuyện với tao qua điện thoại mà cãi tao chém chém đúng không? Dạ. Tao bảo là cho mày 5 phút để mày giao hàng đến. Thế mà bây giờ 15 phút rồi mày vẫn chưa giao đến. Mày muốn chết à? Nhưng mà cũng may là mày không giao đến. Chứ mày giao đến nhìn cái mặt xấu xí của mày, tao không nuốt nổi đâu. Kiểu Quyên, em ăn nói cái kiểu gì đấy? Chồng, anh có sao không? Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, anh ra đường ấy, anh phải mang nhiều thuốc vào. Bây giờ sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Chứ anh quan tâm gì mấy cái bọn mặt hạng như thế này? Chính chỉ vì anh không mang thuốc nên vừa rồi cô ấy đã cứu anh đây. Tôi xin lỗi. Cảm ơn cô đã cứu chồng tôi nhá. Để tôi vào sửa lại cái đánh giá một sao vào lúc nãy. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Thực ra nhà em cũng có gen di truyền về bệnh tim. Anh trai em cũng bị mất về bệnh tim. Thế nên lúc nào em cũng cầm một lọ thuốc đi. Bởi vì biết đâu lại cứu được ai đấy. Anh nhà không sao là tốt rồi chị ạ. À chị ơi, đồ của chị đây ạ. Tôi cảm ơn. À, cô đợi tôi một chút nhá. Tặng cho cô này. Đây là tất cả các sản phẩm làm đẹp của tập đoàn Kohino, rất nổi tiếng và uy tín. Tôi nghĩ rất phù hợp với cô đấy. Đây là viên uống đẹp da tảo sâm, được chiết xuất từ các dược liệu quý như tảo xoắn Spirea, tảo lục Chlorella, glutotamin, tinh chất cần tây kết hợp với sâm tối nữ, collagen giúp làm đẹp da, mờ vết nám. Ngày cô uống hai viên tảo sâm kết hợp với việc bôi kem chống nắng Bright Skin Sun Cream trước khi ra ngoài, giúp bảo vệ làn da dưới ánh nắng mặt trời, chống lại tác hại của các tia UV, giúp da trắng sáng này, giảm nám, sạm. Và đặc biệt là nó còn có tác dụng là cấp ẩm và tăng độ đàn hồi cho da nữa. Buổi tối trước khi đi ngủ thì cô bôi kem dưỡng da ban đêm Night Cream trị nám này, cô cứ dùng chăm chỉ thì đảm bảo là sẽ rất hiệu quả đấy. Dạ, món quà quý giá như thế này em không dám.
dám nhận đâu ạ. Không có gì đâu, cô cứ nhận đi cho tôi được áy náy. Vậy em cảm ơn anh chị ạ. Thấy đồ à? Ừ. Của cháu đây. Dạ, con xin cô. Này, dạo này cô thấy cháu xinh ra nhiều đấy nhá. Dạ, tất cả là nhờ tạo sâm, kem chống nắng with skin và kem dưỡng da ban đêm night cream của Hino đấy ạ. À? Thế à? Dạ, thôi con xin phép cô nhá. Yêu kỳ diệu.